Xin chào tất cả các anh. Nay em đang xử lý cái con đồng hồ FFR. Cái dòng này nó đánh 4 bài các anh nhá. Nó chơi 4 bản nhạc, 10 gông và 10 búa. Thì theo như chủ nhân của chiếc đồng hồ này kể lại, cái hôm 30 Tết anh đang lên cót cho đồng hồ để chuẩn bị đón xuân, thì bỗng dưng cái ổ cót của anh nó tạch một cái và cái đồng hồ nó ngưng hoạt động, nó không chạy được nữa. Thì anh có gửi đến em để kiểm tra và khắc phục lại. Thì em vừa mới tháo ra đây. Thì nói chung là cái con đồng hồ này thì cái máy này của nó thì cũng không còn được đẹp cho lắm rồi. Nó cũng có nhiều cái dấu tích của sửa chữa cũng như là độ chế ở đây. Thì các anh thấy đây, cái người thợ trước kia người ta sử dụng những cái phe như thế này, nhìn nó rất là xấu. Ở đây nó có một cái mối hàn rồi. Đó, nên là các anh mua đồng hồ thì các anh để ý một chút xíu nha. Đây nó có một cái mối hàn. Thì cái máy này em đánh giá nó thì cũng không có không phải là xuất sắc lắm các anh nhá. Đó. Thì nói về cái vấn đề mà cái bệnh của cái đồng hồ này thì ở đây các anh nhìn này, cái ổ cót nó bị đứt rồi. Đây là cái đầu cót nó đứt này. Đó. Cái sợi cót nó đứt ra. Và đây là cái đầu của nó. Đây. Nó đứt này các anh này. Đó. Thì những cái trường hợp mà bị đứt ổ cót hoặc là tụt ổ cót như thế này thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều các cái hệ lụy phía sau đó các anh nha. Ở đây thì chúng ta thấy là cái đầu trục của cái bánh xe này nó bị gãy rồi các anh nhé. Cái đầu trục này nó bị gãy rồi, nó không còn được nguyên vẹn nữa. Đây, các anh nhìn cái vết gãy này, cái đầu nó gãy đây. Đó, và nó kéo theo một cái hệ bánh răng ở đây, nó bị cong theo. Thì em có nắn lại một chút rồi. Đây, cái vị trí em đánh dấu là đây. Đó. Và một cái điều đáng tiếc nữa, đó chính là cái răng của cái nồi cót này. Đây các anh nè. Đó, thì khi tụt cót hoặc là khi đứt cót thì nó dẫn đến những cái tình trạng như thế này đây. Đó, các anh nhìn đó, một cái răng của cái nồi cót nó đã bị gãy luôn rồi. Đó, thì em có báo cáo cái tình trạng của cái đồng hồ này cho chủ nhân của chiếc đồng hồ. Thì ý của anh là muốn tìm cái đồ để thay thế và anh không thích độ chế. Đó, thì em cũng hiểu được tâm lý của các anh. Các anh cái đồng hồ nó hư hỏng, nó không hoạt động được thì các anh cũng có một cái gì đó nó cũng rất là buồn. Đôi khi có một cái sự chán nản ở trong đó. Nhưng mà qua đây thì em cũng nói với các anh là những xe hơi bạc tỷ bây giờ nhiều khi đang đi trên đường nó cũng bốc cháy ngùn ngụt, có người còn không kịp thoát thân, huống chi là cái đồng hồ cổ nó có những chiếc cái tuổi đời của nó còn hơn cái tuổi đời của chúng ta. Nên là mỗi khi mà nó hư hỏng như thế này, trường hợp mà các anh khắc phục được thì các anh cứ tự tin khắc phục, còn trường hợp mà các anh không tự tin vào cái khả năng của mình thì đã có những cái người thợ các anh nhá. Nên là chúng ta cũng không nên buồn phiền làm cái gì cả. Thì em sẽ cố gắng làm sao để tìm những cái đồ nó như thế này để em thay thế vào cho anh, bởi vì anh không thích độ chế. Và cũng nói với các anh luôn là các cái chi tiết ở trong đồng hồ, kể cả cái việc chúng ta nối cót hay là cấy răng hay là cấy đầu trục thì thực sự ra nó chỉ là cái vấn đề tạm thời thôi các anh nhá. Chứ còn nguyên bản và zin nguyên bản của nó thì nó vẫn là hơn. Còn cái việc mà chúng ta độ chế thì nó chỉ một vài năm thôi, chứ không đòi nó làm sao mà chúng ta có thể đòi nó thiên thu như cái ban đầu được, phải không các anh? Đó là độ chế thì nó chỉ là cái vấn đề nhất thời thôi. Đó, còn các anh hư hỏng ở bên trong thì thôi, chúng ta nên cố gắng làm sao mà thay thế nó là cái điều tốt nhất. Thì ở đây anh chủ nhân của chiếc đồng hồ thì anh đưa ra một cái ý kiến như vậy thì em thấy cũng rất là hợp lý, nên là cũng cố gắng làm sao để chiều lòng các anh. Thì các anh vui thì bản thân em cũng rất là vui rồi. Ở đây nó có một cái lá mía nữa các anh này. Thì cái lá mía này em sẽ thay luôn cho anh. Ở đây người ta
người ta hàn hàn chì rồi, hàn thiếc rồi. Đó, cái lá mía nhìn nó cũng chạch choạc quá. Các anh chơi đồng hồ thì cố gắng làm sao mà chúng ta tìm được những cái đồ nó có thể là những cái nó không zin, nhưng mà nó cũng phải có một cái nét gì đó nó rõ ràng. Cứ gần là độ chế lên như thế này thì nhìn nó xấu cái đồng hồ, nó mất giá trị của cái đồng hồ đi. Cái này em cũng sẽ thay cho anh nhé. Và đây là cái thùng của cái đồng hồ này các anh nè. Cái thùng này thì cũng nhuốm màu thời gian rồi, và cái lớp sơn ở bên ngoài thì cũng đã được xử lý rồi. Thì em cũng chưa thông báo gì với chủ nhân về cái tình trạng cái sơn này, nhưng mà để bây giờ cái đồng hồ của các anh đẹp hơn thì theo em là các anh nên xử lý lại cái lớp sơn này. Đó, cái sơn này thực ra nó cũng không phải là zin nữa đâu, cái này người ta có xử lý lại rất là nhiều rồi. Đó, nên là em cũng tư vấn cho các anh là sẽ xử lý lại, nó cũng không đáng là bao nhiêu cả. Cái bộ gông thì còn rất là đẹp các anh nhá, nhưng mà em cũng chưa thử cái chất âm của nó xem sao, thì để em tìm đồ về em xử lý lại cái máy rồi em sẽ thử cái chất âm này xem nó như thế nào với anh ha. Thùng cũng còn rất là chắc chắn. Rồi, vậy xin chào các anh. Giờ mai ít bữa nữa mà có cái đồ để mà thay thế thì cái quá trình thay thế lắp đặt như thế nào em cũng sẽ ghi hình lại cho các anh xem nha. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.